kỳ sử bài thiên ngày bốn trăm hãy nghe và nhắc lại cách nói ồ oh, chẳng trách các cháu không quen thuộc mấy món ăn này ồ nán quải nhìn mân bùi xúi chơi chia thải ồ nán quải nỉ 们不熟悉这这些菜哦，难怪你们不熟悉这些菜。哦，难怪你们不熟悉这些菜。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Số lượng Số lượng Liệu có trung béo hay không? 会不会显胖 bú khuổi Độ dài rất hợp với em. Trắng tù khẩn sự khớ nỉ ít nhất cần 190.000 Việt Nam đồng. Chữ sáu yào sử chiếu vài Việt Nam tuần. Thu hoạch lớn. Tả sâu khổ. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi. Xế lợi chỉ nén trung huấn lợi. Thái độ nói chuyện. Chua hòa thải tủ. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chứ. Ngồi đợi. Dùa tẩng. Có thể ăn được cay hay không? Nấng buồn nấng chứa lạ. Chủng loại phong phú. 种类丰富。节日。节日。堵车。够了没有？就早，就等安瓜。从来没吃过。分过鸡。我的份儿。 Còn phàn nàn. Khái bảo huyện. Không ăn nổi lẩu nữa. Chưa khổ cua. Nghe theo em. Thiên nghỉ tợ. Đi ngược lại, quay ngược lại. Hoàng khuấy dẫu. Đặt chỗ ưu đình位子 ngày làm việc工作日 bên món ăn chai miếng đến thấy còn chưa thấy qua nén tiền đâu mấy tiền của chẳng lẽ lên nào nán đảo